Xin chào tất cả các bác nhé, em tiếp tục phục vụ các bác cái chuyên đề máy rửa bát. Chưa bao giờ cái thời điểm máy rửa bát lại bán chạy như lúc này các bạn. Chuẩn bị thời tiết miền Bắc vào giao mùa đông, cho nên các bác cũng đã mua sắm máy rửa bát rất là nhiều. Và đặc biệt là bây giờ giá thành nó quá là rẻ, cho nên là các bác ở tỉnh hay là toàn quốc mình mua sắm máy rửa bát nó quá là dễ dàng rồi. Năm ngoái cái chiếc mẫu TR3 này các bạn này thì nó có cái giá nó vào 5,5 triệu cơ. Nhưng năm nay nó còn có 2,9 triệu, siêu rẻ. Nó quá rẻ luôn, cho nên các bác sắm máy rửa bát bây giờ nó cực đơn giản luôn. Một con TR3 mã số 1, nó làm hình thức sạch đẹp hết từ trong ra ngoài rồi. Một con máy rửa bát về dọn dẹp khá là mất công thôi nhé. Đây, dọn sạch đẹp hết rồi, lòng lành. Tất cả các cái dòng máy của Nhật thì họ thường chỉ dùng khoảng đôi năm thôi các bạn, chưa nên yên tâm về chất lượng. Đấy, linh kiện thì cực nhiều luôn, nhà em không thiếu gì máy các bác nhé, lúc nào cũng chất một đống. Đấy, cả trăm chiếc cho các bác, linh kiện không thiếu gì cả, từ dọn rồi đến chưa dọn cho đến cực nhiều luôn. Đấy, chiếc này thì hiện tại bên em nó bán 2,9 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Tất cả các máy rửa bát thì đều có giao diện giống nhau Panasonic các bạn, cái dòng TR từ TR1 cho đến TR9 thì giao diện giống nhau các nhé, đều rửa nước nóng 80 độ hết, thời gian sấy 30 phút, có thêm hẹn giờ eco tiết kiệm điện, các chế độ rửa. Đấy, rửa xong thì kèm theo giữ khô. Các bật rất là dễ dùng, mà bật nguồn lên ngay các bác bấm nút vàng này rửa thôi và chờ đợi được kết thúc. Đấy, nội thất thì dòng máy tất cả đều như nhau, con này nội thất quá đẹp con này. Đấy, đều là dòng máy 6 bộ 3 tay full. Đấy, xếp 12 bát con, 6 cốc, 6 đến 8 cái đĩa, 3-4 cái bát lô tô. Đấy, khay rác, khay để bột rửa, máy xó đốt. Nói chung là em giới thiệu nhiều cho nên em cũng không nói sâu nó lâu nữa. Bác nào có nhu cầu chốt thì các bác lôi cho em nhé. Quay clip ngắn gọn các bác xem cho nhanh. Chào các bác.